3 môn bơi đạp chạy, môn nào quyết định cả trận đấu? Cái câu hỏi cũng rất là hay. Cái quan trọng để mà tập 3 môn thì vận động viên phải đều tất cả 3 môn, chứ không thể giỏi một môn hoặc là xuất phát từ, để mà xuất phát điểm tốt nhất của bên 3 môn thì vẫn là bơi. Bơi, bơi. Xuất phát phải xuất phát bơi, nhưng mà đến lúc đấy tập thì để mà tập đạp và chạy cũng phải gọi là một cái quá trình để mà mình có thành tích tốt cự ly 3 môn phối hợp. Trong cái phong trào ấy thì anh thấy là như vận động viên Hùng Hải chẳng hạn, là một vận động viên mà chả biết gì, bơi gì cả, thế nhưng mà chạy rất tốt và chuyển sang cũng có được những cái thành tích tốt mà, đúng không chẳng hạn? Đấy cũng không, và ví dụ như anh bây giờ ấy, gần như là không biết đạp, thế nhưng mà nếu như mà chạy tốt rồi thì chắc là chuyển sang thì cũng có cơ hội chứ. Thì cái quan trọng để mà chiến thắng cái phần ba môn quan trọng nhất thì vẫn là phần chạy, vẫn mở chặn thì nó vẫn có thể gỡ được. Thì hôm nay anh chưa nói, mới nói cái phần trước và cái phần sau, thì quan trọng nhất là cái phần chặn tốt. Mình có thể bơi, mình có thể yếu một chút, đạp mình có thể yếu một chút, nhưng mà cái quan trọng là phần chặn. Đừng quên theo dõi PA Sport để đặt câu hỏi và được giải đáp thắc mắc từ các huấn luyện viên, vận động viên chuyên nghiệp tuyển quốc gia nhé.